tới sô cô la như là sô cô la nguyên chất và sô cô la giả. Thì thực sự á, sô cô la nguyên chất á, nó không có nghĩa là nó phải là 100%. 100% thì đã là quá tốt rồi. Nếu mà cho ai đó ăn được 100% thì nó thực sự là nó đã quá tốt rồi. Nhưng mà là 70%, nếu mà nó được làm đúng, làm từ hạt cacao thì nó cũng được gọi là sô cô la nguyên chất. Chỉ có là ok, cái lượng đường nó thêm vô thôi. Nhưng mà một số sô cô la không nguyên chất là sao? Là khi người ta đưa sô cô la, người ta vẫn làm từ cái bột cacao, nhưng mà cái phần chất béo đó, thay vì người ta sử dụng bơ cacao thì người ta sẽ sử dụng những cái loại dầu và những cái loại chất béo chiết xuất từ thực vật, và những chất béo đó là những chất béo bão hòa. Thì nó vô cơ thể thì nó chẳng những không giúp ích gì mà nó còn tạo ra cholesterol xấu. Thì đó là những cái bơ cacao, những cái cacao gọi là cacao giả, nó hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Người ta đã rút cái bơ cacao thật ra rồi, người ta trộn cái bột và cái chất béo. Thì tại sao người ta làm như vậy? Ngoài cái chuyện là người ta có thể để ít thành phần cacao đi, rồi người ta có thể thêm hương liệu, người ta có thể thêm chất điều vị vân vân, các cái nhũ hóa gì gì đó để tạo ra một cái độ mượt, độ mịn và cái độ, cái vị như là mình cảm thấy ngon. Nhưng mà là cái nguyên nhân chính để mà người ta không sử dụng bơ cacao chính là giá thành. Tại vì thực chất là bơ cacao giá thành rất cao, và nếu như mà người ta giảm gần như 90% giá thành thì rõ ràng đó là một cái lợi nhuận khổng lồ. Do đó tại sao sô-cô-la trên thị trường có rất là nhiều giá khác nhau. Nó có thể là giảm giá thành bằng cách là thay bơ cacao bằng những cái loại chất béo thực vật khác. Nó có thể giảm giá thành bằng cách bỏ chất điều vị thay vì đó thực sự là cacao. Màu, tạo nhũ, tạo hương, tất tần tật những cái đó. Cho nên làm sao để biết cái sản phẩm đó là sô-cô-la và sản phẩm đó có tốt hay không? Thì đơn giản nhất chỉ nhìn vào cái thành phần. Trên thành phần nguyên liệu, nếu mà nhà cung cấp trung thực thì chỉ ghi, sẽ ghi đúng. Và đúng ra đó là có luật quy định, nhưng mà luật thì đôi khi nó cũng không có thể xét bằng cái tâm. Cho nên là khi mà ở trên thành phần mà ghi đúng á, thì nó chỉ cần có cacao, bơ cacao, đường, nếu nhiều lắm thêm bột sữa là đủ. Còn nếu như mà một cái loại sô-cô-la mà nó có hàng loạt các loại ơ 22, ơ 21, ơ 11, ơ 105 gì gì đó, thì đó là những chất điều vị, chất hương, tạo hương, tạo nhũ, tạo màu, vân vân và vân vân, thì càng nhiều càng không tốt. Mình chỉ biết đơn giản như vậy thôi, để ở phương diện người tiêu dùng mình chỉ biết đơn giản như vậy thôi, chứ mình thực sự mình cũng không cần biết là ơ đó là cái gì.